Trung Quốc tập trận dài cả tuần trên Biển Đông. Theo thông báo trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc, quân đội nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận kéo dài cả tuần ở Biển Đông. Thời gian tập trận từ 0 giờ sáng ngày 19 tháng 6 đến 0 giờ sáng ngày 25 tháng 6 ở các vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu, phía nam tỉnh Quảng Đông. Các tàu thuyền sẽ bị cấm ra vào các khu vực nơi những cuộc tập trận diễn ra. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có các cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Mỹ trên vùng biển vẫn đang gia tăng. Các cuộc tập trận trên được tổ chức sau thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ tiến vào Biển Đông từ hôm 14 tháng 6. Hải quân Mỹ cho biết, các hoạt động của tàu sân bay này là một phần trong sự hiện diện thường lệ của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo các thông báo được đăng trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc, tính từ đầu năm cho đến nay, quân đội Trung Quốc đã tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 23 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 10 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cũng cho biết, tính riêng trong năm 2020, quân đội Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 20 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 9 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và 5 cuộc tập trận trái phép xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tại buổi họp báo ngày 10 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam trên Biển Đông. Các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển của Việt Nam tại Biển Đông. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, có đóng góp thiết thực và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông cũng như tạo thuận lợi cho việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử.